Đã ăn trong lớn, em đang ăn đầy rau, đợi em ăn hết rau ạ. Em Teddy thích ăn rau hả? Teddy ăn rau thì nó chỉ cho ăn cơm nhá. Ừ, Teddy thích ăn rau đang lên cơm, phải rau không lại cơm. Thôi cứ cho ăn rau trước nhá. Châu yêu chưa? Chị ỉn rất là ngoan nhá. Ăn đi, em tự bốc ăn rau đi. Ăn đi nghe nhá. Mấy bát cơm ăn chưa? Đây, con đây này. Không gọi gì cho con à? Đã quên mất, đây phải gửi. Cẩn thận vỡ con. Bà đang tắm ạ. Rồi. Ồ, thế đi ngoan nhờ. Wow, hân hôn à, hân hôn à. Bà đâu? Ừ, chị xúc em ăn à? Em chị dỗ đấy. Ồ, từ xúc á? Vâng. Thế nhỉ? Chị dỗ cho em đấy. Ừ, tốt. Cứ để tạm lên xong thì con ăn đấy, đi con mẹ lại gửi ra. Giờ này mắt nóng rồi.